hướng dẫn cài đặt ứng dụng Zoom trên FPT Playbox. Lưu ý, để có thể tương tác bằng giọng nói và hiển thị hình ảnh của bạn, khuyến cáo nên trang bị thêm webcam để sử dụng. Bước 1, tại màn hình chính truy cập mục mở rộng. Sau đó tải và cài đặt ứng dụng Zoom Meeting. Đợi một lát để tải ứng dụng về nhé. Khi tải ứng dụng xong sẽ hiện thông báo cài đặt ứng dụng. Chọn cài đặt. Bước 2, hướng dẫn thiết lập ứng dụng Zoom để tham gia cuộc họp trực tuyến. Đầu tiên bạn cần thiết lập theo hướng dẫn sau. Trên Remote di chuyển phím điều hướng sang trái, chọn biểu tượng bánh răng cài đặt. Chọn cuộc họp. Chọn tự động kết nối âm thanh. Chọn Wi-Fi hoặc dữ liệu di động. Sau đó nhấn phím quay lại để trở về trang chủ ứng dụng. Chọn vào tham gia cuộc họp. Nhập ID cuộc họp của bạn tại đây. Nhập tên của bạn tại đây hoặc bạn có thể để tên mặc định. Sau khi nhập ID cuộc họp và tên của bạn, bạn chọn tham gia. Tiếp tục nhập mật mã cuộc họp. Nếu bạn có sử dụng thêm webcam để hiển thị hình ảnh của bạn sẽ có thêm thông báo này. Lưu ý webcam được kết nối thông qua cổng USB trên FPT Playbox. Sau đó chọn đã hiểu. Chọn cho phép. Trên điều khiển dùng phím điều hướng di chuyển xuống dưới rồi chọn tham gia với video. Lưu ý, trong quá trình họp trực tuyến để chất lượng thu âm thông qua micro của webcam được tốt nhất, khuyến cáo khoảng cách vị trí của bạn tới webcam là dưới 3 mét. Như vậy là bạn đã tham gia cuộc họp trực tuyến thành công. Hướng dẫn thực hiện tắt hoặc bật micro hoặc video trong lúc họp trực tuyến như sau. Khi thanh chức năng ẩn đi, trên remote nhấn phím điều hướng xuống dưới một lần sẽ hiển thị thanh chức năng trên màn hình. Lúc này di chuyển phím điều hướng sang trái 2 lần, rồi chọn OK để tắt hoặc bật micro. Di chuyển phím điều hướng sang trái 1 lần, rồi chọn OK để tắt hoặc bật video. Mọi thắc mắc vui lòng truy cập trang web fptplay.tv để biết thêm thông tin chi tiết. Xin cảm ơn.